Cũng liên quan tới tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, sau khi phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là nhân viên của bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng thành phố và bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã tiến hành xét nghiệm tầm soát nhân viên toàn bệnh viện. Toàn bộ 924 nhân viên bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đã được lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 11 đến 13 tháng 6, trong đó ghi nhận 55 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, còn lại 869 ca âm tính. Các trường hợp dương tính tập trung hầu hết tại các phòng ban khối hậu cần của bệnh viện. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, xét nghiệm cho thấy lượng virus trong cơ thể các ca nhiễm bệnh tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới rất thấp. Đây có thể là do các nhân viên tại bệnh viện đã được tiêm 2 mũi vaccine. Khi bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên ở khu vực phía Nam được Bộ Y tế ưu tiên cấp vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19. Hơn 900 nhân viên của bệnh viện đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trong 2 đợt tiêm vào tháng 3 và tháng 4 năm nay.